Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng toàn thể có quay trở lại kênh Đặng Tín Audio ngày hôm nay. Và tiếp video ngày hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng thì xin kính chúc tất cả các bác có một tháng mới sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi. Và ngày mùng 1 đầu tháng vẫn như thường lệ, em Đặng Tín ngày hôm nay sẽ sẵn sập sàn tất cả các mặt hàng giá cực kỳ sốc. Thì trước đầu video có ủng hộ cho Đặng Tín sub like mùng 1 đầu tháng, có hoan hỉ anh em cũng hoan hỉ ủng hộ cho một like nhá. Bác nào chưa like cũng bác hãy bỏ ra vài giây, anh em cùng hoan hỉ mùng 1 đầu tháng thôi. Ủng hộ cho Đặng Tín sub like và nhấn đăng ký kênh em nhá. Em sẽ bán sập sàn tất cả các mặt hàng ngày hôm nay với giá cực kỳ sốc, đẩy vang mic quản lý nguồn nâng tiếng, giá cực kỳ rẻ luôn. Nên các bác mà hoan hỉ mùng 1 đầu tháng cùng hoan hỉ ủng hộ cho Đặng Tín sub like. Em bỏ ra vài giây thì nhấn like ủng hộ em nhá. Và đây em sẽ báo giá từng sản phẩm một ngày hôm nay vì mùng 1 đầu tháng giá cực kỳ tốt luôn. Sẽ có rất nhiều mặt hàng. Rồi. Và trước mắt qua đây thì ngày hôm nay đây, em Đặng Tín Audio sẽ bán 3 chiếc vang cơ lai số ETC G800 Pro, một phiên bản vang cơ lai số hoàn toàn mới, đây là mới nhất của ETC luôn, hàng chính hãng với phiên bản cao cấp mới nhất này. Và đặc biệt ngày hôm nay mùng 1 đầu tháng em làm việc với hãng duy nhất 3 chiếc đầu tiên cho 3 bác hiện tay với giá rất là sốc. Với phiên bản mới cao cấp này, ECHO dị vật riêng biệt, rất dễ chỉnh, cổng quang bố tốt đầy đủ, chống hú tự động. Hàng chính hãng ETC được bảo hành 1 năm luôn. Đó, như màn hình số rất là đẹp luôn, có đầy đủ điều khiển từ xa. Và đằng sau chiếc vang đây, 3 chiếc mùng 1 thôi, bắt đầu nhanh tay nhá. Có đầy đủ cổng quang Bluetooth này, hai đực nhạc vào giác quan sen này, LVR là hai giá chính này, đường ra súp và hai đường surround. Con này có tổng 5 đường ao ra, rất thuận lợi cho bác luôn. Và hai lỗ mic đằng sau đây. Và đằng trước của chiếc vang thì quá dễ chỉnh rồi, to nhỏ của nhạc, to nhỏ của effect băng nhạc và to nhỏ của mic. Tất cả màn hình số hiển thị cao cấp luôn. Và muốn chỉnh ở đây rất đơn giản, bát chung một chiếc của nhạc này, bát chung một chiếc của mic. Và anh em lưu ý ECHO dị vật riêng biệt. Và con này quá hay luôn, hay như bằng số luôn, bản nâng cấp mà. Cắt súp ngay trên mặt vang. Rồi em sẽ alo cho bác nghe tiếng mic và sẽ báo giá luôn bác ngày hôm nay. Chiên quá đúng 3 chiếc ngày 1 đầu tháng nhá. Rồi 1 đầu tháng vào hoan hỉ ngủ cho một like quá nhá. 1 đầu tháng bác vào với bác buổi vào đây hoan hỉ ngủ cho một like. Đây em sẽ alo cho bác nghe tiếng mic của chiếc vang cơ lấy số ECHO bản mới này. Năm sau về một ngày, đêm vang la vang đơn từ tình cũ. Sau về một ngày, em mới có vài ngoài trời lá mưa. Sau về một ngày, ba bốn năm sáu bảy tám chín về một hai ba bốn năm. Bác nghe tiếng mic cực kỳ hay luôn. Năm sau về một ngày. Và ngày hôm nay em xin báo giá của bác duy nhất 3 chiếc ngày hôm nay. Giá hiện nay hãng đang bán con này là 2.200.000. Nhưng ngày này bác nào chốt nhắn tin qua cho em, Vũ Phan chốt vang G8000 cho em. Chốt vang G8000 cho em nhé, bác lấy nhắn tin qua số điện thoại này, Vũ Phan chốt vang G8000. Giá 1.350.000, 1.350.000 chiếc vang cơ này số này. 1.350.000 bác ship tặng dây giác cà lông và tặng bác một dây quang. Tặng dây giác cà lông và tặng bác một dây quang xịn nhá. Dây quang dài 1,5 m. 1.350.000 một chiếc vang cơ này số này. Thực sự không bao giờ có mua đâu cái giá này, chốt vang G8000. Nhắn tin ngay cho em, bao lấy nhắn tin hộ em qua số điện thoại chốt vang G8000. 1.350.000 em bao ship duy nhất ngày 1 tháng, đúng 3 chiếc thôi. Tặng một dây quang và tặng một đôi giác cao lông kết nối. Không bao giờ có mua đâu một chiếc vang cơ lấy số cao cấp này, bản mới nhất nha. 1.350.000. 1.350.000 em bao ship. Rồi. Và tiếp tục lên sóng bác ngày mai đây. Mùng 1 tháng sập sàn các bác những bộ mic JBL KM-C9 em vừa cập bến luôn. Thì ngày nay tiếp tục chiên quá với dòng mic này. Thực sự em đã bán vài trăm bộ này rồi. Phải nói chất âm nó rất là hay luôn. Trong tầm giá gần như là không đối thủ luôn với dòng mic JBL KM-C9. Thương hiệu JBL thì quá nổi tiếng rồi. Ngày hôm nay mùng 1 tháng chưa đến 5 bộ luôn. Chiên tất cả các bác. Đây, đằng sau đây sẽ có giác nguồn, giác 6 ly và 20 giác cao lông cho bác nhá. Và bác nhìn bộ mic đầu thu rất là đẹp luôn, JBL KM-C9. Và nó xem cái tay mic luôn. Đây thì đã bán quá nhiều rồi, mấy trăm bộ rồi. Toàn bộ là tay đuôi chuột các bác nhá. Đây hai tấm mic rất đẹp luôn. Và em khẳng định với tầm giá này không có đối thủ luôn. Có tai bắt vào tủ máy cho bác đầy đủ này. Đấy. Đầy đủ phụ kiện chống năn các bác. Tay mic đuôi chuột, cầm một tay mic chất rồi. Rồi em sẽ alo các bác nghe tiếng mic đây. Đây. Em sẽ cùng alo bác nghe cái tiếng mic của tấm mic JBL KM-C9 này. Năm sau về một ngày, đêm vang lá vang đơn từ tình cũ. Sau về một ngày, vừa xuân có từ nơi đâu. Sau về một ngày, tiếng mic rất là hay và nhẹ luôn. Tay mic đuôi chuột cao cấp của JBL nhá. Nên sau về. Và ngày nay 1 đầu tháng chơi lớn 5 bộ luôn. Bác là chốt nhắn tin qua cho em. Vừa cũng phải là chốt mic C9 cho dễ. Chốt mic C9 giá 1.200.000 một mic này vào ship tặng một combo pin sạc duy nhất ngày 1 tháng. Chốt mic C9
1.200.000 bao ship nơi 715, nhận hàng kiểm tra toán không hay giả lại, riêng là tiếng nào không phải cọc. Chốt mix C9 nhắn tin cho em 1.200.000, em tặng em một combo pin sạc, sẽ gồm 1-2 đôi pin sạc và một đốc sạc. Bao lấy vui lòng hãy nhắn tin qua số điện thoại nha. Vừa có vào chốt mix C9 là có nhân viên chốt đơn duy nhất 5 bộ mùng 1 đầu tháng nha, giá rất là sốc ngày nay rồi, không bao giờ có giá này với bộ bích không dây cao cấp như này. Đây đôi chuột của JBL nha, cực kỳ hay luôn. Chốt mix C9 1.200.000 bộ mix không dây này, có mua ở đâu hơn 1.000.000 đồng, có mua ở đâu bộ mic cao cấp này không? 1.200.000 thôi. Cho mic C9 nha. Rồi, không để quá đợi lâu, liên tục luôn. Một đầu tháng. Và mùa đầu tháng có hoan hỉ ủng hộ Mla nhé. Mùa đầu tháng các vào ủng hộ cho đạo tín Mla. Và nhớ đăng ký kênh đỏ phía dưới cho em để không bỏ lỡ video mới nhất bên em. Và đây, tiếp tục tri ân các bác 3 chiếc máy lưng tiếng EDC MK2000. Đây là dòng lưng tiếng các bác phải nói đặt hàng quá nhiều và quan tâm rất nhiều luôn. Đây là phiên bản cao cấp nhất hiện nay ngoại trường EDC. Và em biết rồi, trong bác làm sâu sự kiện trong bộ dàn hoặc gia đình không thể thiếu một chiếc máy lưng tiếng rồi, để lưng tiếng nhạc của tiếng mic. Và đây là bản cao cấp nhất của EDC, hàng chính hãng nhá, có đầy đủ cổng quang Bluetooth IC giải mã đấy, được chưa? Hai đầu nhạc vào này, hai đầu nhạc ra, vừa ra súp. Và lưu ý cho con này cắt súp rất là hay luôn, tất cả là màn hình số phiên bản mới lưng tiếng rất đẹp luôn, có hai đúng tốt nhỏ hai bên. Và ngày hôm nay em báo giá luôn duy nhất 3 chiếc với lòng lưng tiếng cao cấp nhất này. Thực sự một sản phẩm không thể thiếu để lưng tiếng bộ dàn vang lên rất là hay luôn. Bác nào chốt nhắn tin qua cho em. Vũ bác nào chốt lưng tiếng ETC giá 1.050.000, bác nghe rõ cho em này. Chốt lưng tiếng ETC nhắn tin cho em 1.050.000. Thực sự không bao giờ có mua cái giá này luôn. Một tháng cho anh em chơi giá cực kỳ sốc. 1.050.000 một phiên bản lưng tiếng cao cấp nhất. Thực sự các bác ghép quay vào bộ dàn con lưng thì rất là hay luôn. Chốt lưng tiếng ETC. Đấy, bác nào lấy vui lòng hãy nhắn tin với em qua số thoại này. Với cú pháp chốt lưng tiếng ETC là có như chốt đơn các bác. 1.050.000, bỏ hành 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Em tặng các một đôi jack cao lông để kết nối cho bác đầy đủ luôn. Chốt lưng tiếng ETC 1.050.000 nhá. Rồi. Quá nhiều mặt hàng đi rất là nhanh. Và tiếp tục đây, siêu mắc ở đây là những chiếc quản lý nguồn của Martin, một trong quản lý nguồn cao cấp giới thiệu Anh Quốc. Các bác biết rồi, đây là dòng quản lý nguồn gần như cao cấp nhất này tại thị trường. Và thiệu Martin thì quá nổi tiếng rồi. Và tất cả bác làm trong bộ dàn, kẻ sự kiện lớn kẹo kéo vào gia đình không thể thiếu chiếc quản lý nguồn, nó rất an toàn. Đấy, khi sự cố ăn sẽ nhảy luôn. Có đồng hồ báo số vôn, bật tắt từng cổng một. Và thiệu Martin quá nổi tiếng rồi. Đằng sau có 8 ổ cắm, chưa một ổ. Và em nói luôn là với dòng cao cấp này, tất cả chân cắm đã bao cắm bằng đồng và cắm cực kỳ chặt chân. Dây nguồn đây rất là lớn nhá. Đây có yên tâm bác làm sự kiện nhá, cắm 5-6 con đẩy, yên tâm độ chịu tải, cắm thoải mái 5-6 con đẩy. Và cho bác xem ruột gan của con này nó khủng khiếp như này. Tại sao nó là hàng cao cấp nhá? Đây. Tất cả với phòng của Martin này nó chạy 2 tầng lọc, 2 cuộn lọc. Thường mỗi ngoại trường nó chỉ một cuộn là cao cấp rồi, nhưng riêng với bản cao cấp nhất này nó chạy 2 tầng lọc và 3 tụ lọc vàng. Nên điện áp ra rất là sạch, an toàn, không hiện tượng ù xè loa. Người nhà đóng ngắt từng cổng, có IC chống cháy chập. Bác nhìn này. Nói chung là đồng tiền mà các bỏ ra nó xứng đáng. Và có dòng này rất là hiếm, không phải lúc nào cũng mua được. Và bác mua được dòng này thì rất là đắt, ngoại trường toàn 3 triệu mấy 4 triệu thôi. Nhưng ngày nay mùng 1 đầu tháng chiên anh em mình luôn. Đây, 2 cuộn lọc và 3 tụ lọc. Thực sự anh em làm sâu sự kiện lớn kẹo kéo của gia đình, em khuyên các bác lên chơi những dòng quản lý nguồn cao cấp này, vì nó an toàn cho cả bộ dàn của bác luôn. Có bỏ tiền ra nó xứng đáng. Và ngày hôm nay mùng 1 đầu tháng, bác là chốt nhắn tin qua cho em giá tốt sốc cho bác luôn. Đúng không? Chốt quản lý nguồn PA99. Chốt quản lý nguồn PA99 giá 1.600.000 để bao ship tặng một combo pin sạc. 1.600.000. Chốt quản lý nguồn PA99 cho em. 1.600.000 bao ship rồi bảo hành cóp 1 năm. Nhận hàng kiểm tra toán không đúng video bác trả lại. Riêng đoạn tí bác nào không phải nghĩ. Chốt quản lý nguồn PA99 cho em. Bao lấy cứ nhắn tin qua số điện thoại là có nhân viên chốt đơn. Chốt quản lý nguồn PA99 1.600.000 tặng cóp một combo pin sạc này. Đây, tặng một combo pin sạc luôn. Anh em lấy nhắn tin ngay cho em nhá. Chốt quản lý nguồn PA99 1.600.000, bật tắt từng cổng một ngay trên mặt luôn. Và đặc biệt em nói rồi, đó là hàng cao cấp, chạy 2 tầng lọc nhá, rất là hiếm luôn. Để kiếm mua dòng quản lý nguồn này thực sự rất là ít luôn, ngoài thị trường gần như không có đâu. Chốt quản lý nguồn PA99 cho em 1.600.000. 1.600.000 em bao ship tới nơi với dòng cao cấp này, vì sự cố an nó nhảy luôn. Và quan trọng anh em mình mua được hàng cao cấp thì bác dùng một là an toàn, bác làm sự kiện lớn nó rất an toàn luôn. Em nào chốt nhắn tin ngay nhá. Bác nào chốt cứ nhắn tin qua số thoại là có nhiều chơn. Chốt quản lý nguồn PA99
1.600.000. Đấy. Và đây. Tiếp tục là chiếc đẩy ETC CAD 1400. Thì em nhắc lại các bác, với dòng đẩy ETC này hiện tại em còn rất là ít thôi. Hàng chính hãng ETC, công suất là 1400W đồng kênh. Dòng này thì chắc không quảng cáo nhiều rồi. Bác đánh nó full, nó dày súp hơi, bác làm sâu sự kiện kẹo kéo và dùng gia đình thì quá yên tâm rồi. Phiên bản cao cấp nhất là phiên bản màn hình nhá, 1400W đồng kênh, hàng chính hãng nhập khẩu nguyên hộp của ETC. Dòng này thì bán quá nhiều quá luôn. Đây đằng sau đây. Bốn cái nhập vào này. Đây bốn linh tín hiệu này, đầy đủ các cầu gạt sít ba reo và các đường giao loa đây. Và tất cả cùng chiêm ngưỡng lại Zoga con này. Rất khủng khiếp, mua con này 22 phần nhá. Và đặc biệt đây là bản cao cấp nhất là chạy 26 tụ, 24 tụ. Sò trường là JVK chạy tổng cả bộ áp là 80 sò trường, 1400W một cây. Mạch cỡ là H nhá, hàng cao cấp luôn. Nói chung bác mua ngoài trường cái dòng này cực kỳ đắt luôn. Nhưng đến với đặng tí nào đâu, giá cực kỳ sốc và số lượng hiện tại em không còn nhiều. Đây, 24 tụ, nguồn rất là khủng luôn. 80 sò cả bù áp, mạch cỡ là H, phiên bản màn hình cao cấp. Tất cả sản phẩm em nhắc lại, đến với đặng tí nào đâu, em đơn vị đầu tiên bán đẩy không phải cọc. Và bác nào chốt nhắn tin ngay cho em, số lượng hiện tại thì còn rất ít. Chốt đẩy KH1400 cho em, chốt đẩy KH1400 giá 6.500.000 để vào ship. 6.500.000 để vào ship. Nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc nhá. Đây là một sự uy tín quá luôn. Chốt đẩy KH1400 6.500.000, một con đẩy ETC chính hãng 1400W đồng kênh này. 80 sò trường là JVK, nguồn cực kỳ khủng. 24 tụ. Đấy. Bác nào chốt nhắn tin ngay cho em nhá. Mùa 1 đầu tháng giá rất là tốt quá rồi. Với pha chốt đẩy KH1400 6.500.000, một con đẩy 1400W một kênh, phiên bản màn hình, hàng nhập khẩu chính hãng này. Bác mua ngoài thị trường em luôn luôn, con này dưới không dưới 9 triệu, dưới 10 triệu luôn. Em bán qua chỉ có 6.500.000 thôi. Giá cực kỳ sốc. Bác nào chốt vô là hãy nhắn tin qua cho em. Với pha chốt đẩy KH1400 6.500.000. Ok và chào các bác nhá.